Hàn Quốc nha các bạn. Dưới phần link mô tả mình đăng, các bạn nhấp vào chữ Robin nè, các bạn vào Robis Hàn Quốc nha các bạn. Các bạn chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh nha các bạn. Rồi, các bạn vào đây nè. Các bạn vào đây click vào chỗ gạch nha các bạn. Rồi các bạn vào đây, các bạn chọn vào ngôn ngữ tiếng Anh, các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Rồi, mình có để hai cái kênh Twitter và Facebook, các bạn vào follow theo dõi nha các bạn, rồi các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Rồi các bạn follow nha các bạn. Sau khi các bạn follow trang Facebook và trang Twitter của nó rồi, các bạn vào cái phần link thứ tư của mình nữa các bạn. Các bạn điền form nha các bạn. Các bạn nhận chút nha các bạn. Rồi Bobis. Rồi các bạn điền địa chỉ email, các bạn đăng ký để nhận 2,5 token có cái hiệu là CVVC nha các bạn. Đầu tiên các bạn điền địa chỉ email, các bạn đăng ký nè. Email đăng ký sàn các bạn. Cộng anh Nguyễn Quỳnh nè. Rồi các bạn mở cái trang Facebook của mình lên. Các bạn cái trang Facebook ra mình. Các bạn lấy cái đường link Facebook của mình nha các bạn. Mẹ cái này gặp này tờ. Các bạn mở Facebook mình lên nè. Các bạn vào ba chỗ gạch nè. Các bạn copy trang cá nhân đó nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn vào hình ảnh đó, trang cá nhân đồ người của mình copy của username của Taiwan các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây để nhận tốc căng các bạn. VN9. Cái này quá dễ. Rồi bạn bấm gỡ các bạn. VN9 siêu nữa quên này. A+2468 rồi bạn bấm gỡ. Vì là hoàn thành xong dán các bạn. Mà thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ comment dưới mình sẽ trả lời các bạn. Bạn tóm lại cái này là mình đăng ký một cái sàn Bobit. Rồi các bạn follow một cái Facebook và một cái Twitter, rồi một cái, rồi các bạn điền form các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn các bạn. Cái này rất dễ.